Tử vi hàng ngày 12 con giáp thứ năm 17 tháng 2 năm 2022 với chủ đề tuổi Sửu gây ấn tượng tốt, tuổi Dần vận may tài lộc. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp hôm nay 17 tháng 2 năm 2022, tài tình nâng đỡ, tuổi Dần có được vận may về tài lộc. Người làm công ăn lương có thể nhận một khoản tiền thưởng nóng vì những đóng góp mới nhất của bạn. Tuổi Tý. Tử vi hàng ngày 12 con giáp cho biết, dưới sự nâng đỡ của tam hội, tuổi Tý hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm mới khí thế mới, con giáp này triển khai nội dung công việc quen thuộc theo những hướng đi mới, nhờ vậy mà được cả đồng nghiệp và lãnh đạo đánh giá cao. Tuổi Tý hiểu rằng thử thách cũng chính là thời điểm để mình phát huy ưu điểm. Vì vậy trong năm mới này, dù nội dung công việc có khó khăn đi nữa, con giáp này cũng không có ý định trốn tránh. Bên cạnh đó, quý nhân cũng luôn bên cạnh để giúp đỡ cho tuổi Tý. Tuy nhiên, Thổ khắc Thủy nhắc nhở rằng gia đình bản mệnh đang tồn tại một vài khúc mắc, hai bên cần phải thẳng thắn trò chuyện, trao đổi với nhau, không nên cố tình vờ đi những vấn đề quan trọng. Quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Thân, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Tuổi Sửu. Tử vi hàng ngày 12 con giáp thứ năm ngày 17 tháng 2 năm 2022 cho biết rằng tuổi Sửu với đầu óc thông minh, tài trí có thể gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh. Con giáp này luôn là người đi tiên phong đưa ra cách giải quyết vấn đề mà tập thể gặp phải. Người làm lãnh đạo có thể thể hiện được khả năng của mình, nhận được sự kính trọng và khâm phục của cấp dưới. Bản mệnh có thể là người chỉ đường dẫn lối, dẫn dắt mọi người tiến xa hơn trong tương lai. Trong ngày Thổ khắc Thủy, con giáp này cần phải dành nhiều thời gian để trò chuyện với nọ kia của mình. Đừng quá bận rộn với công việc mà bỏ mặc người ấy hoặc không quan tâm tới các công việc nhà. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Tý, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Tuổi Dần. Tử vi thứ năm 17 tháng 2 năm 2022 cho biết tài tình nâng đỡ, tuổi Dần có vận may về tài lộc. Những người làm công ăn lương có thể nhận được một khoản thưởng nóng vì những đóng góp mới nhất của bạn. Người làm ăn kinh doanh cũng có cơ hội cải thiện thu nhập. Bản mệnh nhận được nhiều đơn hàng từ phía đối tác, khách hàng và có cơ hội để mở rộng kinh doanh trong tương lai. Hãy tin tưởng vào định hướng của mình. Theo quan niệm dân gian, hôm nay là ngày tốt xấu để thực hiện mọi việc, trừ đắp đê, lắp hố, rãnh. Vì vậy, con giáp này nên lưu ý để tránh các công việc trọng đại, tìm một thời điểm khác thích hợp hơn để thực hiện. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Hợi, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Tuổi Mão. Hôm nay thứ năm, ngày 17 tháng 2 năm 2022, tử vi hàng ngày cho biết mối quan hệ giữa tuổi Mão và con cái đang ngày càng trở nên căng thẳng và xa cách. Con giáp này có thể sẽ cảm thấy không hài lòng vì con cái bướng bỉnh. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần phải dành nhiều thời gian để lắng nghe. Bên cạnh đó, con giáp này và một nửa của mình có thể tranh cãi vì những ý kiến bất đồng. Nếu cứ một mực suy nghĩ theo ý của mình, không chịu đặt mình vào vị trí của đối phương thì vấn đề sẽ chẳng thể nào được giải quyết triệt để. Về phương diện sức khỏe, tuổi Mão cũng nên chăm sóc bản thân mình tốt hơn, đừng chủ quan trước những dấu hiệu bất thường dù là nhỏ. Ngoài ra, theo Hải Thượng Lãng Ông, hôm nay bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại ngón chân. Quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Mão, giờ tốt
từ 21 giờ đến 23 giờ. Tuổi Thìn. Tử vi hàng ngày 12 con giáp cho biết. Hôm nay, bản mệnh chịu ảnh hưởng của cục diện tương hại. Tuổi Thìn cần cảnh giác trước những nguy cơ bị kẻ xấu hãm hại, gây thị phi. Tuy nhiên, dù có rơi vào tình huống xấu nhất thì bản mệnh cũng chớ để mất bình tĩnh, hành sự một cách nông nổi. Đặc biệt trong quá trình giao tiếp, đừng để những lời nói trong cơn nóng giận của mình trở thành cái cớ cho kẻ tiểu nhân lợi dụng, đẩy bản thân bạn rơi vào những rắc rối lớn hơn. Thổ vượng cho thấy những người còn độc thân đang có xu hướng khép mình lại và giao tiếp xúc với mọi người. Con giáp này chưa bước ra khỏi cuộc tình cũ nên luôn cảm thấy mình chưa sẵn sàng cho những mối quan hệ tình cảm mới. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Dậu, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Tuổi Tỵ. Tử vi ngày mới của 12 con giáp thứ năm ngày 17 tháng 2 năm 2022 cho biết rằng tuổi Tỵ theo con đường học hành, nghiên cứu sẽ dễ dàng gặt hái được thành tích đáng nể. Mọi kiến thức đã có sẵn sàng trong đầu, quan trọng là con giáp này thể hiện ra như thế nào mà thôi. Người làm công ăn lương cũng có một ngày làm việc đầy hứa hẹn, cơ hội sẽ xuất hiện ngay trước mắt bản mệnh. Nếu con giáp này có đủ tự tin để nắm bắt thì chắc chắn cánh cửa thăng quan tiến chức sẽ mở rộng trước mắt. Trong ngày hỏa sinh thổ, con giáp này cũng rất hòa hợp với nửa kia của mình. Đôi bên luôn thấu hiểu và bao dung cho nhau. Khi gặp phải bế tắc, con giáp này có thể chia sẻ với người ấy để đôi bên có thể chung sức vượt qua sóng gió. Quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thân, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Tuổi Ngọ. Tử vi hàng ngày của 12 con giáp thứ năm ngày 17 tháng 2 năm 2022 cho biết rằng tuổi Ngọ vốn tài giỏi và nhanh trí nhưng lại không thể giữ được sự điềm tĩnh của mình, thậm chí sự nóng nảy của con giáp này khiến cho bạn sẵn sàng tranh cãi hoặc gây gổ với người khác. Đây cũng là lý do khiến con giáp này dễ dàng mất những sự kiên nhẫn nếu phải giải quyết những công việc khó khăn cần sự tỉ mỉ. Tuổi Ngọ cần phải chấn chỉnh lại tinh thần của mình. Nếu muốn thành công thì bản mệnh không thể cứ bỏ dở công việc giữa chừng. Trong ngày hỏa sinh thổ, bản mệnh luôn dành sự quan tâm và tôn trọng đến những thành viên lớn tuổi trong gia đình mình, nên cũng được mọi người yêu mến và chiếu cố. Thời điểm này, những người họ hàng lớn tuổi có thể chính là quý nhân của bản mệnh. Quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Dần, giờ tốt 3 giờ đến 5 giờ. Tuổi Mùi. Tử vi thứ năm ngày 17 tháng 2 năm 2022 cho biết tuổi Mùi chớ nên quá mức tự tin. Vì như vậy bản mệnh dễ rơi vào trạng thái chủ quan và vướng vào rắc rối lúc nào chẳng hay. Hãy chú ý lắng nghe lời khuyên của người khác. Trong giao tiếp, con giáp này cũng cần đặc biệt chú ý đến cách ăn nói, tránh làm mất lòng người đối diện, nhất là những ai có thiện chí với mình. Xây dựng các mối quan hệ xã hội tốt đẹp sẽ giúp ích cho tuổi Mùi rất nhiều trong tương lai. Thổ vượng khuyên bản mệnh chớ nên cố chấp với những suy nghĩ của chính mình, bởi chưa chắc hướng suy nghĩ hiện tại của con giáp này đã chính xác. Đôi khi thay đổi góc độ quan sát vấn đề sẽ giúp con giáp này tìm ra hướng giải quyết công việc một cách đơn giản hơn nhiều. Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Hợi, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ. Tuổi Thân. Hôm nay thứ năm ngày 17 tháng 2 năm 2022 cho biết tuổi Thân rất vượng đào hoa, con giáp này dễ dàng gây ấn tượng với người khác giới nhờ cách nói chuyện có duyên của mình. Những ai còn độc thân có thể nhân cơ hội này để tìm ra người phù hợp.
Song với những người đã lập gia đình thì nên chủ động giữ khoảng cách với người khác giới, đừng để cảm giác ham vui nhất thời khiến mình sa ngã, làm ra những việc gây tổn hại đến danh dự và hạnh phúc gia đình. Trên phương diện sức khỏe, trong ngày hôm nay, người mang thai không nên lui tới hay tiếp xúc quá nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng nam, phía trong nhà bếp, bếp lò và nhà vệ sinh, bởi việc đó có thể ảnh hưởng tới cả mẹ và em bé. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Dậu, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ. Tuổi Dậu. Tuổi Dậu vốn hiểu biết phong phú và dễ dàng khẳng định được khả năng và nhận được sự thán phục của mọi người xung quanh. Hơn nữa, trong ngày hôm nay, thứ Năm, 17 tháng 2 năm 2022, có sự giúp đỡ của tam hợp, bản mệnh hoàn toàn có thể là người lãnh đạo cả tập thể đi tới thành công. Có điều con giáp này cũng cần phải chú ý đến tính hiếu thắng của mình. Trước khi giải quyết việc gì, bản mệnh nên suy tính trước sau kỹ càng, đánh giá đúng năng lực bản thân cũng như tình hình thực tế trước mắt. Trong ngày Thổ sinh Kim, con giáp này có mối nhân duyên tốt đẹp, bản mệnh và người ấy ngày càng trở nên thấu hiểu nhau hơn. Còn nếu chưa kết hôn, hai người có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Tuất, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Tuổi Tuất. Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho biết, con giáp này phải nhận lấy nhiều phản ứng tiêu cực từ cách diễn đạt không khôn khéo. Hãy nhớ rằng, muốn lời nói của mình có sức nặng, được nhiều người tin phục, thì cách thức truyền đạt đóng vai trò vô cùng quan trọng. Trong công việc, nếu gặp phải trở ngại và nhận thấy vấn đề vượt quá khả năng giải quyết, con giáp này đừng ngần ngại xin sự trợ giúp từ đồng nghiệp hoặc những người có kinh nghiệm xung quanh mình, chắc chắn mọi người sẽ sẵn sàng giúp đỡ bạn thôi. Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Tây Nam để gặp hỷ thần và tài thần giúp mọi việc được tiến hành một cách suôn sẻ và thuận lợi hơn. Quý nhân phù trợ tuổi Thân, tuổi Mão, giờ tốt 3 giờ đến 5 giờ. Tuổi Hợi. Tử vi hàng ngày 12 con giáp báo hiệu một ngày chẳng hề may mắn đối với tuổi Hợi. Con giáp này dễ vướng phải tranh chấp mâu thuẫn với cấp trên vì đôi bên đang giữ những quan điểm trái ngược nhau. Lời khuyên cho một số người gặp rắc rối trong công việc là đừng vội nghĩ đến việc bỏ cuộc. Hãy nghĩ rằng khó khăn cũng chính là dịp để mình rèn luyện bản thân, trở thành một con người ngày càng xuất sắc và hoàn thiện hơn. Cục diện Thổ khắc Thủy cho thấy vận trình tình cảm của bản mệnh và nửa kia không được yên bình. Tuổi Hợi không nên vội vàng phán xét về đối phương trước khi nghe giải thích. Có thể tất cả những gì bản mệnh nghĩ có khi chỉ là hiểu lầm mà thôi. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Sửu, giờ tốt 5 giờ.